Tại tỉnh Lâm Đồng, trong khi chính quyền thành phố Đà Lạt ra sức thả cá xuống hồ Xuân Hương chỉ mong muốn cân bằng sinh thái môi trường, thì một số người kém ý thức lại thản nhiên câu cá bất chấp lệnh cấm. Từ ban ngày cho đến ban đêm, rất nhiều người đã đến đây để buông cần. Đi dọc bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt vào một buổi chiều, không khó để bắt gặp tình trạng người dân hồn nhiên thả câu ở những khu vực có biển cấm. Việc bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai. Do vậy, người dân cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để có thể giữ gìn tài sản chung này. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý các hành vi trên.